theo tôi được biết, mấy năm nay hãng cá đều là giao cho chú Quyền quản lý. Chú ấy là tâm phúc của Dung lão gia, rất nhiều việc kinh doanh đều giao cho chú ấy. Theo lý chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Đây là một manh mối đó. Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Nếu không tôi sẽ nổ súng! Nói, ai phái cậu tới đây? Cục bảo vệ quản đốc Phật Sơn. Sư trưởng, chuyện lô súng ống lần này chúng ta phải cẩn thận xử lý mới được đó. Nếu như có gì sơ sót, không những không lập được đại công mà còn gây ra quả sát thân nữa đó. Sao lại như vậy? Đám người này biết rõ vận chuyển súng ống là tội chết, họ còn dám làm như vậy. Nhất định là đám người này không sợ chết. Nếu để bọn họ biết được chúng ta nắm giữ bí mật của bọn họ, nói không chừng sẽ phải sát thủ tới ám sát hại chúng ta. Vậy phải làm sao hả? Tôi lập tức tăng cường phòng vệ ở xung quanh chúng ta. Sư trưởng, giờ chúng ta không được bứt dây động rừng. Chỉ cần chúng ta không chuốc họa vào thân thì họ sẽ không lộ diện đâu. Hơn nữa chúng ta còn phải chuyển hướng chú ý của họ nữa. Vậy thì ý của cậu chính là chuyện này hướng sự chú ý tới chỗ khác, đúng không? Đúng là vậy. Chỉ cần đem vụ án này trói thật chặt vào chỗ của Dung gia thì chúng ta có thể nhất cử lưỡng tiện rồi. Chú ý hay, chú ý hay. Làm vậy đi. Được. Liên tục thất bại làm việc bất lực, người phải nhớ kỹ. Hồi làm đau làm việc, chỉ được thành công, không được thất bại. Nô tài có tội, nhưng mà tiểu quý tử lấy cái chết để tận trung rồi, chắc là bọn họ không điều tra được gì hết đâu. Tuy hắn ta đã chết rồi, nhưng thi thể của hắn bị người ta phát hiện sẽ biết được là có những người như chúng ta đang tồn tại. Công công, hay là đem tất cả những người biết chuyện này diệt khẩu hết đi. Giết đi, những người ở bên cạnh hắn giết hết đi. Tuyệt đối không được để người nào sống sót. Dạ. An Đức à, trước giờ ta rất coi trọng ngươi, cũng vì ngươi sống chết luôn sát cánh với ta. Nhớ năm xưa chúng ta trốn khỏi kinh thành trong hoàn cảnh chưa biết sống chết thế nào, chịu không ít cực khổ đó. Còn nhớ một lần chúng ta đã trốn tới một cái thôn, bọn binh lính đó bao vây chúng ta suốt 7 ngày 7 đêm, có tiền cũng không mua được nửa chén cơm thừa canh cặn, thật sự không còn một chút sức lực gì hết. Sau đó ngươi đã cắt một miếng thịt ở trên đùi của ngươi cho ta ăn,
ta mới có thể hồi phục sức lực. Nhưng bọn binh lính đã giết tất cả mọi người. An Đức à, ngươi đã từng cứu mạng của ta, ta mãi mãi cũng sẽ khắc ghi ở trong lòng, cả đời này ta không bao giờ quên được đâu. Công công, nô tài hầu hạ chủ tử là lẽ đương nhiên. Trước đó sau khi nô tài vào cung, nếu không có sự chiếu cố của công công, cái mạng của tôi đã mất từ lâu rồi. Mấy năm nay ta thành lập hội Lam Đao, ngươi tưởng là ta vì bản thân ta sao? Ta chỉ vì khôi phục vương triều Đại Thanh của chúng ta, vì tất cả chúng ta được quay về lại kinh thành, sống trong những ngày tháng nở mày nở mặt. Thiên hạ rộng lớn đều là đất vua, bốn bể rộng lớn đều là con vua. An Đức, mấy lần ngươi phạm lỗi, ta đều không trừng trị ngươi. An Đức à, ta hy vọng là sau này ngươi đừng để cho ta thất vọng nữa. Nô tài thề chết tận trung với công công. Ê! Hả? Sao lại là anh vậy? Vậy mau đi đi, tôi không muốn gặp anh. Ê! Dung Dung, cô tưởng là nhà của cô hả? Muốn tôi đi làm sao? Tên của tôi là để anh gọi sao? Đừng làm ra vẻ thân thiết. Hey, con nha đầu này đã lúc nào rồi mà không sửa được cái tính cứng đầu của cô hả? Tôi nghi ngờ anh tới, tới để chọc quê tôi đúng không? Cô đúng là người không có lương tâm mà. Biết vậy tôi đã không đem đồ ăn ngon cho cô rồi. Sao anh lại biết tôi thích ăn những món này vậy hả? Muốn biết chuyện này thì dễ thôi. Môn khách của Dung gia cô cũng là khách quen của Túy Nguyệt lâu, dò hỏi một chút là biết thôi mà. Anh dò hỏi sau lưng tôi hả? Ăn đi ăn đi ăn đi, không ăn nguội đó ha. Nè. Lần trước anh hung dữ với tôi như vậy, bây giờ lại đối tốt với tôi, tự nhiên tốt bụng như vậy sẽ có ý đồ. Có mưu gì nói ra đi. Wow, cô nghĩ tôi là người như vậy hả? Không ăn thì thôi, tôi đem về. Đã đem tới đây rồi, nếu đem về tôi sợ anh bị mệt. Cho dù anh bỏ độc vào thức ăn, tôi cũng không sợ. Có ngon không? Ngon lắm, còn ngon hơn đầu bếp nhà tôi làm đó. Anh mua ở đâu vậy? Mua hả? Cái này là tôi tự làm đó, nói cho cô biết à. Anh tự làm? Đánh chết tôi cũng không tin. Nếu cô không tin thì đợi khi nào cô được thả ra rồi, cô đích thân tới Túy Nguyệt lâu, tôi sẽ biểu diễn cho cô xem một lần. Được đó, tóm lại khoảng 2 ngày, họ chắc chắn thả tôi ra. Tới lúc đó tôi coi anh làm sao. Nhà đầu như cô cũng lạc quan thật đó. Nè, cô không nghĩ là họ sẽ lấy cái cớ gì đó nhốt cô trong này luôn hay sao? Không thể nào. Cha tôi là ai chứ? Cha tôi là Dung Thương Hải, ở Phật Sơn, ai dám làm gì tôi chứ? Nếu cha cô thật sự lợi hại như vậy thì cô đâu đến nỗi ở trong đây. Im miệng, ai cho anh sỉ nhục cha tôi? Đều tại tên Nghiêm Sâm không biết nghĩ. Sao hắn không suy nghĩ xem? Dung gia chúng tôi giàu có như vậy, con ngốc đến mức vận chuyển súng ống để kiếm tiền không? Theo tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy, chắc chắn có người hãm hại. Nhảm nhí, đương nhiên có người hãm hại. Nhưng mà làm sao anh biết được vậy? Thì đoán mò thôi mà. À phải rồi, cô thích ăn cái gì cứ nói tôi nghe, lần sau tôi nấu cho cô nữa. Lần sau mới nói đi. Các vị, Dung lão gia không biết trốn đi đâu mất rồi. Thời thế của Dung gia
sắp tới đường cùng rồi đó. Vận chuyển súng ống là tội phản quốc phải xử bắn. Nói không chừng sẽ liên lụy chúng ta chu di cửu tộc đó. Nói ra thì chúng ta ở Dung Gia bao nhiêu năm nay, không có công lao thì cũng có khổ lao. Hả? Nếu như đợi quan phủ tới tịch thu tài sản của Dung Gia, tới lúc đó chúng ta không lấy được một cách nào. Cho nên chúng ta nên lấy một chút phí đi đường. Các người nói có nên hay không? Cũng nên mà. Nên sao? Đúng đó. Nên hay không? Không được đâu. Chúng ta làm vậy là sao? Chúng ta đã nhận không ít ân huệ của Dung Gia. Bây giờ Dung Gia trở thành bộ dạng như vậy, chúng ta phải cùng với Dung Gia hoạn nạn có nhau chứ. Lão già chết tiệt này, không muốn làm thì hãy câm miệng đi. Còn dám nói nhảm nhí nữa tôi sẽ lấy mạng của ông đó nghe chưa. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Phạm là những người đi theo châu bưu này, chắc chắn sẽ có lợi ích cho người đó. Còn nếu ai dám làm gì ảnh hưởng tới tôi ha. Hả? Hả? Mau lên, nhanh đi. Lên, nhanh lên. Mau. Nhanh lên, nhanh đi. Đừng có giành mà. Cái này của tôi. Đừng có giành. Cái này của tôi. Nhanh lên, nhanh lên. Đừng có giành mà. Đừng có giành mà. Trả lại đây. Nhỏ tiếng. Nhỏ tiếng. Nhỏ tiếng. Nhỏ tiếng. Nhỏ tiếng. Bỏ lại đi. Cái này là của nhỏ tôi mà. Không được nè. Mấy người làm gì vậy? Nhìn tại lưng của tôi. Tôi đừng vậy mà. Làm gì vậy? Trả lại cho tôi. Đừng đi. Nè, dừng lại đi. Của tôi. Trả cái này của tôi. Của tôi nhanh. Trả lại. Trả lại. Nhỏ tiếng một chút đi mà. Trả lại. Trả lại. Trả lại. Trả lại. Trả lại. Trả lại. Trả cho tôi. Tôi mà. Mấy người làm gì vậy? Nhanh lên. 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 Xảy ra chuyện gì vậy? Xin lỗi phu nhân, không có liên quan tới tôi. Là Châu Bưu, Châu Bưu ép tôi làm gì? Tôi đừng có đi mà. Châu Bưu đang ở đâu? Đang ở bên trong đó. Các người nè, đợi chút, đợi chút. Châu Bưu đang ở đâu? Phu nhân, tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Mà bỏ xuống, bỏ xuống. Nè, Châu Bưu, cậu đúng là cái đồ chân ơn bội nghĩa. Cậu làm gì vậy hả? Mày tránh ra đi. Châu Bưu, cậu đúng là súc sinh. Dung Gia chúng tôi đối với cậu không tệ, mà cậu dám làm như vậy. Cậu có còn là con người nữa không? Cậu muốn làm cái gì hả? Dung Gia chúng tôi làm gì có lỗi với cậu? Cậu đối với chúng tôi như vậy. Tôi liều mạng với cậu. Mau trả ngọc bội cho tôi. Mau trả ngọc bội cho tôi. Cản đường ra. Đừng vậy mà. Lấy lại, lấy lại. Tao quay lại đây. Quay lại đây. Trả lại đây. Trả lại đây. Phu nhân làm sao vậy? Phu nhân à. Phu nhân làm sao rồi? Phu nhân làm sao vậy? 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 Sư đệ à, Hoan Nhi ở đây luyện tập, đệ đừng có khách sáo, nhất định phải quản giáo nghiêm ngặt nghe. Sư huynh yên tâm, Dung Khoan là một nhân tài đáng để đào tạo. Cảm ơn đại sư đã tiếp đãi tốt như vậy. Hẹn ngày gặp lại. Văn Anh, khi nào cô mới tới đây thăm tôi nữa? Tôi... À Khoan à, không cần phải nghĩ cái gì hết. Hãy ngoan ngoãn ở đây mà luyện tập một năm. Đợi tới lúc rồi, cả gia đình sẽ tới đây đón con. Lão gia, lão gia không xong rồi. Chuyện gì vậy? Nhà xảy ra chuyện rồi. Phu nhân. Sao chứ? Tránh ra đường. Lão gia, ông xem nhà chúng ta trở nên như vậy, tôi không trông chừng nhà tốt mà. Ông xem đi. Dung lão gia, tối hôm trước môn khách trong phủ công đã cướp sạch hết đồ ở đây. Tốt nhất ông nên đi thăm Dung phu nhân trước đi. Mẹ,
Cha không sao chứ? Bây giờ chúng ta không làm sao đâu. Mẹ ơi, mẹ. Đại phu à, mẹ. Sao rồi vậy? Mọi người đi, tranh thủ mẹ chuẩn ơi, bị hậu sự đi, phu nhân không còn mẹ nhiều ơi thời gian đâu. Mẹ à, mau nhìn con đi mẹ. Tôi Quyên con về à rồi mẹ à. Mẹ à, mẹ à, được rồi mẹ à, được con rồi, khoan được rồi mẹ. Cậu ra ngoài chút đi để mẹ cậu yên tĩnh một chút. À, đi đi. Tô Quyên, Tô Quyên. Lão gia, cuối cùng ông cũng về rồi. Tôi về rồi. Ngọc bội của chúng ta bị người ta cướp rồi. Đó là ngọc bội lúc chúng ta kết hôn ông tặng cho tôi. Không sao hết, tôi sẽ mua cho bà cái khác ha. Đều tại tôi không tốt, là tôi vô dụng, tôi không quản lý tốt nhà này. Không, tôi có lỗi với ông. Không, là tôi không tốt, tôi không đúng. Tôi không nên để bà ở lại đây một mình. Bây giờ tôi nói cho ông biết một chuyện. Bây giờ không nói, sau này e rằng không có thời gian nói nữa. Không có đâu. Hạng cá của chúng ta bị người ta giá quả. Họ nói là chúng ta vận chuyển súng ống. A Dung chỉ muốn bảo vệ tôi bị bắt vào trong nhà lao. Ông nhất định phải nghĩ cách cứu nó ra. Tôi biết, tôi sẽ làm mà, ha, bà yên tâm. A Khoan đâu? Có phải là A Khoan xảy ra chuyện gì ở bên Thiều Quang không? À, nó không sao, tôi đã đưa nó về đây rồi. Bà nghỉ ngơi ngay, ha, yên tâm đi, ha, yên tâm đi. Tôi không sao đâu, ông yên tâm đi. Anh đừng có quá lo lắng, tôi tin rằng Dung Bá Mẫu sẽ khỏe lại thôi mà. Là tôi đã hại mẹ của tôi. Nếu tôi không có ra tay đánh ma Tiểu Phiền thì cha sẽ không đi, nhà mẹ của tôi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. A Khoan, anh đừng tự trách cứ mình. Trong chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Dần anh à, không có liên quan gì tới cô. Muốn trách thì hãy trách ông trời kìa. Mẹ của tôi là người hiền lành như vậy, cả đời mẹ của tôi đều giúp đỡ cho người khác. Sao chuyện này lại xảy ra trên người của mẹ tôi như vậy chứ? À Khoan, nó còn trẻ, còn không hiểu chuyện. A Dung từ nhỏ được nuông chiều tới lúc lớn, nhưng tụi nó đều là đứa con ngoan, tụi nó có tấm lòng lương thiện. Lão gia, xin ông hứa với tôi, nếu sau này tụi nó chọc ông tức giận,
ông nhất định phải dạy dỗ tụi nó thật tốt, tuyệt đối đừng hung dữ với tụi nó. Không đâu, tôi biết rồi. Được rồi, đừng nói chuyện nữa ha. Lão gia, người cướp của Dung gia chúng ta là Châu Bương. Hắn cũng là hung thủ hại tôi. Tô Quyên, Tô Quyên, Tô Quyên. Mẹ, mẹ à, mẹ à, mẹ à, mẹ tỉnh dậy nhìn con đi mà. Mẹ à, con là Khoan của mẹ đây mẹ à. Mẹ tỉnh dậy đi mà mẹ. Mẹ tỉnh dậy đi mà. Mẹ à, tỉnh dậy đi mà mẹ. Cục bảo vệ Quảng Đông Phật Sơn. Anh, anh sao anh lại về đây? Cha kêu anh tới đây đón em có phải không? Anh mau dẫn em ra ngoài đi, ở đây không vui chút nào hết, em sắp chán chết rồi. Sao anh không nói gì hết vậy? Dung Dung, mẹ của chúng ta đã qua đời rồi. Không thể nào, anh đừng có hù em. Là thật đó. Lúc em đi mẹ vẫn còn khỏe mạnh mà, sao lại qua đời được? Không thể nào. Là thật em ơi. Là Châu Bưu. Hẳn nhưng lúc anh và cha không có ở nhà, dẫn theo đám môn khách tới nhà ăn cắp đồ của mình. Mẹ vì muốn bảo vệ gia đình chúng ta bị hắn đánh tới trọng thương. Đợi tới lúc anh và cha trở về nhà, mẹ đã không còn nữa. Dung Dung, Dung Dung, em làm gì vậy? Em muốn về nhà thăm mẹ. Dung Dung, em đừng có vậy mà. Dung Dung, anh cho em về đi. Dung Dung em à, đi về thăm mẹ. Em bình tĩnh lại đi. Em bình tĩnh em lại đi, đi Dung Dung. Em đi về thăm mẹ Dung Dung. Mà. Dung Dung à, nghe nói đi mà. Đừng có vậy mà. Dung Dung, Dung Dung à, tránh ra đi. Để em đi. Em muốn đi về. Em muốn về nhà thăm mẹ. Em muốn về nhà thăm mẹ. Em nhất định phải về nhà. Em bắt buộc phải về nhà. Không, Dung Dung à. Anh à, hãy để em đi về nhà đi. Để cho em đi về nhà đi. Anh à, anh. Dung Dung, em muốn về nhà. Em nhất định phải về nhà.
Em muốn về nhà nhìn mẹ một lần. Để em ra ngoài đi mà. Dung Dung.